Hỏi này làm được gì không? Lời nói đầu tiên cho em xin gửi lời chào thầy và các bạn. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Phú Cường. Hiện tại đang đi thăm xem tại bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, khoa ngoại niệu. Hôm nay em sẽ đại diện nhóm trình bày chủ đề ăn giấm có phải là fecal trend đen. Nhóm em gồm 6 thành viên. Đầu tiên thì em sẽ có 4 mục tiêu. Thứ nhất là tổng quan về giấm ăn. Thứ hai là lợi ích và tác hại của giấm ăn. Thứ ba là fecal trend đen. Thứ tư là ăn giấm có phải là fecal trend đen. Về định nghĩa, giấm là một chất lỏng dung dịch có vị chua được hình thành từ sự lên men của rượu ethylit. Thành phần chính của giấm là dung dịch axit acetic CH3COOH có nồng độ khoảng 2 đến 5%. Từ xưa, giấm đã là một thành tố quan trọng và được sử dụng nhiều trong các nền ẩm thực châu Á và châu Âu. Phân loại đầu tiên là chúng ta tìm hiểu về giấm gạo là được làm từ rượu gạo hay rượu nếp, đôi khi dùng cả gạo lứt, được dùng rộng rãi ở các nước châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan và Việt Nam. Giấm gạo có thể có màu trong suốt, vàng nhạt, đỏ hay đen. Loại giấm được dùng phổ biến ở miền Nam Trung Quốc để ướp thức ăn và làm nước chấm. Thứ hai là giấm vải thiều là giàu giá trị dinh dưỡng. Giấm vải thiều lục ngạn không chỉ được sử dụng trong nước mà còn được xuất khẩu sang 15 nước trên thế giới. Thứ ba là giấm táo, được làm từ táo lên men thành rượu sau đó thành giấm. Thứ tư là giấm rượu vang, được làm từ rượu vang đỏ, vang trắng, là loại giấm sử dụng phổ biến ở Nam Trung Âu, Ship và Israel. Về lợi ích, quá trình lên men tạo ra axit acetic là thành phần chính trong giấm. Axit acetic có một số đặc tính có lợi cho sức khỏe, bao gồm giết vi khuẩn, tiêu diệt một số vi khuẩn có hại, bao gồm cả vi khuẩn E. coli và Salmonella, hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện sự hấp thụ chất dinh dưỡng và giảm bớt các triệu chứng tiêu hóa như đầy hơi, khó tiêu và táo bón. Kiểm soát lượng đường huyết, giấm có thể giúp kiểm soát lượng đường huyết ở bệnh nhân tiểu đường. Về tác hại là có 3 tác hại. Đầu tiên là mòn men răng. Axit acetic trong giấm có thể làm mòn men răng, dẫn đến sao răng. Thứ hai là kích ứng dạ dày. Axit acetic có thể gây kích ứng dạ dày, đặc biệt là những người mắc bệnh trào ngược axit dạ dày hoặc là loét dạ dày. Giảm kali, ăn nhiều giấm có thể dẫn đến giảm kali trong máu, điều này có thể gây ra các vấn đề về tim. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu về fecal transplant. Thuật ngữ fecal transplant là cấy ghép phân hoặc ghép phân, là một thủ thuật trong y tế trong đó từ một người khỏe mạnh được cấy ghép vào ruột của người có vấn đề về tiêu hóa. Mục đích của cấy phân là để đưa vi khuẩn có lợi từ ruột của người hiến tặng vào ruột của người nhận, giúp khôi phục cân bằng vi khuẩn đường ruột và cải thiện sức khỏe về tiêu hóa. Fecal transplant, cấy ghép phân hoặc ghép phân. Phương pháp, chúng ta sẽ có 3 phương pháp. Thứ nhất là nội soi đại tràng, thứ hai là thuốc sổ, thứ ba là viên nang u. Cấy phân có thể chữa được những bệnh gì? Đầu tiên là viêm ruột. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nhìn thấy là cái hình đầu tiên đại diện mô hình đại diện cho điều cái phân chữa bệnh được viêm ruột. Thứ hai là hội chứng ruột kích thích. Thứ ba là béo phì, giảm cân. Thứ tư là viêm gan. Thứ năm là bệnh tiểu đường. Thứ sáu là dị ứng thực phẩm. Thứ bảy là rối loạn phổi tự kỷ. Thứ tám là rối loạn lo âu. Thứ chín là trầm cảm và thứ 10 là bệnh đa xơ cứng. Sau khi chúng ta tìm hiểu về giấm fecal transplant thì chúng ta sẽ kết luận rằng là ăn giấm không phải là fecal transplant. Tài liệu tham khảo để em sử dụng tài liệu ở 2 nguồn. Và bài thuyết trình của em đến đây là hết. Cảm ơn thầy và các bạn đã chú ý lắng nghe.